Cường Audio xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một các bạn một dòng sản phẩm mà đầu tiên một thương hiệu đầu tiên mà Cường Audio cung cấp, đó là AMI. Thì micro này có tên là AMI MI6000. Các bạn có thể nhìn bên ngoài vỏ hộp. Vỏ hộp này là bằng bìa giấy, nhìn rất là lịch sự nha. Ở đằng sau của hộp các bạn có thể nhìn thấy đó là thông số sản phẩm. Thông số sản phẩm bên cạnh, các góc bên cạnh, ở phần cạnh cạnh trên thì các bạn có thể nhìn thấy sản phẩm này là màu hồng nhá. Đây còn đánh màu đây. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm này. Sau cạnh mặt sau ra thì ở đây hộp mic các thứ bao giờ nó có cái này ở đây. Các bạn chú ý, thay vì các bạn phá hộp ra, mình cất hộp đi để dành có những kỷ niệm. Một hộp ra các bạn có thể thấy một quyển sách hướng dẫn như mọi micro khác. Các bạn nhìn thấy là Cường Audio ấy, thì hầu như là chỉ có một tờ giấy hướng dẫn thôi. Thì ở đây nó có quyển sách hướng dẫn thì cũng bằng tiếng Trung Quốc thôi, nhưng mà nhìn có vẻ là rất là chuyên nghiệp hơn này. Các bạn có thể nhìn thấy bên trong này là cái thân mic là cao 18,5 cm, mình chiều ngang là 4,4 cm, rồi bên trên là 6 cm, tức là chiều ngang tổng thể đấy là 6 cm. Tiếp theo là bên này các bạn có thể nhìn thấy đó là các thông số về những thiết bị trong sản phẩm này. Đó là sóc mao này, hướng dẫn lắp đặt sóc mao này, và chân kẹp này. Đó, rất là chi tiết đúng không nhỉ? Và sử dụng sợi dây jack 3.5. Đó, rồi ok. Thì hầu như là các bạn dùng sản phẩm ấy thì các bạn cũng có nên thể xem qua một chút. Tuy mình có thể là không hiểu tiếng nước ngoài thì mình có thể là có những hình vẽ mô tả, được chưa? Mình sẽ để quyển sách dẫn này sang một bên. Bên trên có chiếc hộp này, đó là chiếc mút chống sốc thôi. Tiếp theo trong chiếc hộp sản phẩm này các bạn có thể thấy đó là chiếc màng lọc âm bằng kim loại. Màng lọc âm bằng kim loại, ok chưa? Có logo chữ A và hình sóng AMI. AMI. Rồi, tiếp theo là sợi dây kết nối. Sợi dây này khác rất nhiều so với các loại sợi dây của những video trước mà Cường Audio có quay. Sợi rất là mềm, dẻo, bọc bên ngoài lớp nhựa dẻo, mềm lắm. Và màu xanh này, jack 3.5 nhá. Thì hiển nhiên là jack 3.5 rồi, hầu như sản phẩm của Cường Audio là toàn là jack 3.5 thôi. Mình sẽ mở luôn sợi dây này ra. Sợi này có thể là dài hơn 2 mét, những sợi dây khác thì khoảng 2 mét đấy. Sợi này có thể hơn 2 mét, chắc chắn rồi, hơn 2 mét, cũng phải khoảng 3 mét đấy. Rồi mình sẽ để sợi dây này xuống và mình mở hộp tiếp. Bên trong đó là chiếc màng lọc âm đấy. Rồi bên trong bây giờ sẽ là chiếc sóc mao. Chiếc sóc mao bằng kim loại màu trắng. Cuối cùng là chiếc micro chúng ta. Chiếc micro này là màu hồng. Thì mình sẽ bỏ túi bóng ra và tạm thời để chiếc hộp xuống để chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Rồi, đây là tất cả các sản phẩm của chiếc micro AMI MI 6000 và sợi dây kết nối tương đối chắc chắn, được chưa? Bây giờ mình sẽ lắp chiếc màng lọc âm này vào.
kiểu dáng nặng này thì nó rất giống các dòng sản phẩm của Liba Blue. Rất nhiều sản phẩm kiểu như là cái Chica 500 này, Liba Blue K 3000 này, hoặc là BM 8000 này. Cũng nhiều sản phẩm khác nữa. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xoáy cái gen này ra, mình lắp chiếc màng lõm này vào. Mình sẽ xoáy trước phần logo nha. Các bạn lưu ý là hát thì mình cứ quay logo vào miệng mình là chuẩn nhất. Rồi. Ok chưa? Mình sẽ tạm thời để chiếc shop bao này ra bên và mình cắm dây kết nối này vào máy tính. Và mình thử trải nghiệm chiếc micro này. Alo. Alo. 1 2 3 4 alo. Đây giờ mình nói xa. Chứ mình này bắt đầm nhạy đấy. Alo. 1 2 3 4. 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 Chiếc mic này bắt đầu tôi nói nhạy. Thì các bạn có thể thấy là mình thứ nhất cái màng chức năng của màng lọc âm ấy thì là để có thể nói là cái mã chẳng hạn mình lắp vào cho đẹp. Nhưng nhiều bạn nghĩ là mã lắp vào cho đẹp thôi, nhưng nhiều bạn nghĩ nhầm. Vì chiếc màng lọc âm này thì là sẽ giúp mình thứ nhất là tránh khi mình hát ấy thì mình phát âm mạnh ấy, thì tránh bọt nó vào mic, nước bọt của mình ấy nó vào mic, và cũng như là khi bạn hát đoạn cao trào những âm chờ chờ hay sờ sờ đó thì nó làm giảm những cái tạp âm đi, cũng như là cái hơi mạnh đấy thì nó sẽ ra nước bọt, nó sẽ bắn vào mic thì nó đỡ bẩn. Đúng rồi, mình cũng nghĩ là đỡ bẩn ấy, để bẩn cái máy hơn. Rồi thì để đặt hàng sản phẩm này thì như mọi video các bạn có thể liên hệ mình qua với phần mô tả của video, và giá của sản phẩm này mình các bạn đọc phần tiêu đề video nhé, mình để giá phần tiêu đề video đấy. Đó, hoặc các bạn có thể truy cập vào website là cườngaudio.com để tham khảo một số các loại sản phẩm khác của mình, cũng như là micro, sao cạc, các phụ kiện khác mà bên mình có cung cấp. Thì các bạn cũng để ý một chút ở dưới góc phải của website mình có để phần hỗ trợ qua Facebook ấy, thì các bạn có thể đăng nhập tài khoản Facebook và chat mình qua đấy. Thì các bạn cũng có thể liên hệ mình qua Facebook là facebook.com/cườngaudiopage. Trên ảnh bìa thông tin của Facebook thì mình cũng có thể là số điện thoại của mình là 0976508260. Các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại. Nhưng mà như mọi video thì mình cũng nên khuyên các bạn là liên hệ mình qua Facebook. Mình sẽ có những hình ảnh tư vấn một cách chính xác hơn, video chính xác hơn về các dòng sản phẩm để cho các bạn nhìn trực quan hơn là mình nói qua điện thoại, đúng nào? Cũng như là nhiều khi đi ngoài đường nó ồn thì nói nó sẽ hơi khó nghe. Các bạn cũng lý là kênh YouTube của mình là Cường Audio. Thế bạn nhớ ấn subscribe video, subscribe kênh YouTube, like và share. Thôi không rồi, like và share video này, cũng như là các video cover khác. Các bạn nhận được hàng thì bạn cũng cover gửi về mình, thì mình cũng chia sẻ lên Facebook để tất cả các bạn cùng cảm nhận, cùng chia sẻ âm nhạc, chia sẻ buồn vui qua những bài hát chẳng hạn. Đó. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, cũng như là các video trước, video sau của Cường Audio. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của Cường Audio. Xin chào.